Trang Khang khui bí mật của Phi Nhung xéo tên Hồ Văn Cường khi nam ca sĩ được xưng danh hoàng tử. Trang Khang vốn là cái tên được nhiều người chú ý, đặc biệt do những phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội và ồn ào với một vài cá nhân. Tối ngày 14 tháng 12, Trang Khang bất ngờ có hé lộ sốc về cố nghệ sĩ Phi Nhung trong một livestream. Cụ thể, trong livestream bán hàng của mình, Trang Khang đã nhắc đến việc các nghệ sĩ bị anti-fan vu khống, xúc phạm bằng những bình luận trên mạng xã hội. Cụ người mẫu khá bức xúc khi nhắc đến vấn đề này. Cô cho rằng nhiều cư dân mạng đã đi quá xa khi nặng lời, xúc phạm đến cố nghệ sĩ Phi Nhung. Trong đó, Trang Khang cũng lần đầu hé lộ mức chi phí để chữa trị bệnh COVID-19 của cố nghệ sĩ. Toàn bộ chi trả cho việc chữa trị COVID của chị Nhung là 3,2 tỷ, chị Nhung không hề được miễn phí, cụ người mẫu tiết lộ. Đồng thời, khi nhắc đến mối quan hệ giữa mẹ con Hồ Văn Cường và cố nghệ sĩ Phi Nhung, Trang Khang cũng lần đầu tiết lộ việc cố nghệ sĩ từng nhiều lần bênh vực bảo vệ Hồ Văn Cường. Trang Khang cho biết cô từng nhiều lần khuyên Phi Nhung cho gia đình Hồ Văn Cường ra ngoài ở riêng, độc lập vì cậu bé không nghe lời, ở nhà cũng không phụ giúp Phi Nhung và các em việc nhà. Tuy nhiên, cố nghệ sĩ đã bênh vực Hồ Văn Cường và trả lời rằng: "Con chỉ để chị dạy, em đừng có can thiệp, chị lo cho con chị được." Trước đó, vào thời điểm cố nghệ sĩ Phi Nhung qua đời, cụ người mẫu từng nhiều lần tỏ thái độ bức xúc vì Hồ Văn Cường và gia đình nam ca sĩ. Trang Khang còn đến tận nhà riêng để gặp Hồ Văn Cường, livestream hỏi chuyện giọng ca 18 tuổi về việc có nhờ hay thuê ai đòi tiền giúp mình không. Tuy nhiên, nam ca sĩ chỉ cúi đầu im lặng, thái độ bối rối và lo lắng. Cụ người mẫu cũng nhiều lần bị chỉ trích do thường xuyên livestream bàn chuyện về Hồ Văn Cường và cố nghệ sĩ Phi Nhung. Sau sự việc trên, sự nghiệp của Hồ Văn Cường trở nên lao đao bấp bênh. Giữa thời điểm này, sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn đã giúp con nuôi Phi Nhung từng bước tới với con đường thành công. Cựu thần tượng âm nhạc nhí được hát trên các show diễn lớn nhỏ, được trao dồi khả năng ca hát cũng như gia tăng thêm thu nhập cho riêng mình. Mới đây, Hồ Văn Cường còn đón nhận tin vui lớn khiến người hâm mộ vui mừng, mạnh dạn xưng danh hoàng tử do con nuôi Phi Nhung. Theo đó, hầu hết các đêm diễn của Hồ Văn Cường đều cháy vé và chật kín khán giả. Điều này khiến người hâm mộ lựa chọn danh xưng hoàng tử phòng vé để chúc mừng cũng như ghi nhận những gì anh đã làm được. Gọi cậu là hoàng tử phòng vé thì có thể hơi to tát, nhưng ít ra ở chính giai đoạn này thì danh xưng đó hoàn toàn đúng. Vì tất cả các show cậu tham gia với tư cách khách mời hay mini show kết hợp thì tất cả đều không còn một cái trống. Tôi từng nghe ai đó nói để bán được 100 vé phòng trà ở cái đất thành phố Hồ Chí Minh này không phải là điều đơn giản, nhất là khi mọi thứ trong cuộc sống sau đại dịch gặp nhiều khó khăn. Người dân mãi lo khắc phục hậu quả kinh tế, mấy ai còn tha thiết hưởng thụ. Và cậu xuất hiện như một hiện tượng về cái tên bảo đảm oanh tạc mọi phòng vé. Fan cứng Hồ Văn Cường chia sẻ. Có thể thấy, dưới sự dẫn dắt của danh ca Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường sau hơn một năm vướng lao đao ồn ào đã có được sự nghiệp rực rỡ thành công. Vừa qua, tại một show diễn, Hồ Văn Cường còn khiến bao nhiêu người trầm trồ khi anh được người hâm mộ tặng toàn những vật phẩm giá trị, như bó hoa bằng tiền, thậm chí cả vàng. Về những món quà đặc biệt này, Ngọc Sơn cho biết Hồ Văn Cường hoàn toàn là người nắm giữ, phía nam danh ca chỉ nhận hỗ trợ dạy hát và kết nối show cho Hồ Văn Cường. Ngọc Sơn cũng cho biết thêm, toàn bộ tiền cát xê cũng như quà tặng mà các khán giả dành cho Hồ Văn Cường đều do nam ca sĩ nắm giữ và có kế hoạch riêng. Phía danh ca Ngọc Sơn khẳng định không giữ bất cứ khoản tiền nào của Hồ Văn Cường.